Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi khám sức khỏe của mình trước khi vào trường. Theo trường mình thì bắt buộc phải khám sức khỏe, sau đó mới được nhận thẻ sinh viên. Mình công nhận là đào rau mùa này đẹp lắm mọi người, hoa đào nở khắp nơi luôn. Mỗi trường sẽ quy định nơi khám sức khỏe khác nhau cho sinh viên sau khi cách ly nên mọi người nhớ chú ý email và thông báo nhé. Về quy trình khám sức khỏe thì rất giống ở Việt Nam nhưng mà khám rất nhanh luôn mọi người. Điều mình cần lưu ý với mọi người là hãy trang bị ngôn ngữ thật tốt. Vì vào đây chỉ có một mình đi khám nên là cần phải hiểu người ta nói gì và thực hiện theo. Khám xong rồi mọi người, bây giờ mình phải đi sang trường để lấy thẻ sinh viên và một số giấy tờ. Chỉ sau khi có thẻ sinh viên thì mọi người mới được làm thẻ cư trú. Có thẻ cư trú thì mọi người mới được làm thẻ đi làm và lấy một số tiền trợ cấp từ chính phủ. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip review về trường của mình nhé. Trường của mình to đến nỗi mà mình nhìn bản đồ đến chóng mặt luôn. Sau cùng thì cũng xong, bây giờ mình đi về nhà bằng tàu điện ngầm và sau đó đổi sang xe máy để về nhà. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.